Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lá thư thứ 60. Lời khuyên người bạn ở Paris. Phát tâm Bồ đề. Đạo hữu hệ sanh mến, ở đây có một ông bác khi đọc xong tập khuyên người niệm Phật, chợt thấy được đường tu hành. Hằng ngày bác tự lập ba thời khóa niệm Phật rất tốt. Ban ngày thì con cháu ồn ào, bác chỉ niệm thầm. Đêm đến 12 giờ khuya là bắt đầu thức dậy công phu. Bác nói, tôi bắt chước theo sách này, gặp ai tôi cũng khuyên họ nên niệm Phật. Bây giờ thì mỗi lá thư của bác gửi cho bạn bè, cho người thân, cho con cháu đã biến thành thư khuyên người niệm Phật, nội dung hoàn toàn khác với những gì bác thường viết trước đây. Nhiều người nghe nói đến phát tâm Bồ đề thì cảm thấy mông lung hoặc lo ngại vì thấy chuyện này quá lớn, nhưng có ngờ đâu, nhiều khi chính họ đang làm chuyện Bồ đề tâm mà không hay biết. Ông bác phát được một tâm nguyện nho nhỏ, gặp ai cũng khuyên họ nên niệm Phật, là bác đã vô tình đang làm một chuyện phát Bồ đề tâm mà bác không hay. Những tâm nguyện thành tâm giúp đời, cứu người, mong cho chúng sanh thành đạo Bồ đề đều là những cách phát tâm Bồ đề. Ngài Tỉnh Am Đại Sư dạy rằng, cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm làm đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện có lập thì chúng sanh mới độ nổi, tâm có phát thì đạo mới thành tựu. Phát tâm Bồ đề vô cùng quan trọng. Diệu Âm có tâm nguyện khuyên người niệm Phật, mong cho cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè phát tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Tình cờ những lời thư lại được ấn tống thành bộ sách. Bây giờ có nhiều người gặp Diệu Âm thì giới thiệu là tác giả bộ sách khuyên người niệm Phật. Giới thiệu như vậy thì xin tùy duyên của người đi. Chứ thật ra tôi chỉ viết thư chứ không phải viết sách. Những điều nói trong sách toàn là chuyện cá nhân chứ không phải chuyện tổng quát cho đại chúng. Mình gặp được Phật Pháp quá trễ, nhưng dù sao cũng thấy được đường giải thoát là cả một sự may mắn rồi. Tri ân báo ân là nhân duyên chính của việc phát tâm nguyện Bồ đề. Nghĩ rằng lòng đại từ đại bi của Phật thật quá lớn, chữ hiếu đối với cha mẹ mình chưa báo đáp được gì, ơn đức này biết bao giờ mới đền đáp được một phần. Sức mình quá yếu, trí mình quá cạn, không biết phải làm sao cho trọn đạo. Thôi thì âm thầm viết từng lời thư một, khuyên cha mẹ niệm Phật, khuyên người thân tu hành, chỉ cho bạn bè con đường vãng sanh Tây Phương. Bộ sách xuất hiện từ một cái phát tâm nhỏ mọn như vậy mà thôi. Khuyên người niệm Phật, chúng ta hãy làm bằng cái lòng chân thành, tha thiết và thực tế. Tôi chưa bao giờ dám dùng lời khuyên như những bài học thường thức hay bài pháp dạy đạo, nhưng vì nhiệt thành giúp đỡ nhau, lòng tha thiết mong cho người được vãng sanh, tôi biết được tới đâu làm tới đó. Tôi thường nói với bạn bè rằng, thuyết kinh giảng đạo chúng ta chưa đủ khả năng, nhưng khuyến khích niệm Phật thì ai cũng có thể làm được. Hãy nên bắt đầu từ những chuyện thật cụ thể trong sinh hoạt hàng ngày mà nhắc nhở nhau tu hành. Đạo không có lớn có nhỏ, không xa không gần, mà đạo là sống, là những gì đang xảy ra trước mắt chúng ta, chứ không phải là chuyện viễn vông. Nếu hiểu được vậy rồi thì nhìn chiếc lá rơi, ta đã thấy có Phật Pháp. Pháp gì? Vô thường. Thấy đời vô thường thì cố gắng tu hành, đừng chờ, đừng đợi. Lấy đũa gắp một miếng thịt để ăn, rõ ràng là có bài pháp thật thấm thía, pháp từ bi. Có ai đã xẻ thân mình ra từng mảnh để ăn chưa? Thì sao mình lại ăn thịt chúng sanh? Đi chợ mua một bó rau, cầm bó rau lên đã thấy sẵn pháp Phật rồi. Pháp bố thí. Phật dạy bố thí giúp người, còn mình thì bỏ ra đồng bạc phải đòi cho được bó rau ngon, lựa lên lựa xuống,
chỉ biết mình ăn cho ngon mà không để ý đến người bán có thể bị lỗ, vân vân. Biết tu thì thời thời khắc khắc, bất cứ hoàn cảnh nào tu cũng được. Chuyện tu hành rất thực tế, ngay trước mắt, trong cách đối vật tiếp người, ở ngay trong tâm này, chứ không ở đâu xa cả. Hãy khuyên nhau làm thiện làm lành, rồi chí thành niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì thấy được Phật Pháp vậy. Tuy nhiên, khi phát một tâm nguyện nào, chúng ta cần chuẩn bị trước một số thử thách. Ví dụ như diệu âm khuyên người niệm Phật thì chắc chắn sẽ có nhiều người hoan hỷ tiếp nhận, cũng có người không ưa. Người tiếp nhận thì ta và họ cùng có duyên tịnh độ, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh. Thực hiện được điều này là cả một sự chuyển hướng tối quan trọng trong đời. Ngoài ra, chắc chắn cũng có người không chấp nhận, hoặc hơn nữa, có thể chống đối. Thôi thì tùy duyên. Diệu âm chỉ lấy lòng thành, nhiệt tình khuyên nhau, chứ không thể cho là toàn vẹn, chắc chắn khó tránh khỏi có điều sơ suất. Thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh, sớm giác ngộ con đường vãng sanh thành Phật vậy. Niệm Phật vãng sanh tịnh độ là pháp môn bất khả tư nghị, rất khó tin, chính Phật mà còn phải nói, nan tính chi pháp. Vì rất khó tin thì làm sao cho chúng sanh dễ dàng cam lòng chấp nhận, cho nên nếu chúng ta khuyên người niệm Phật mà gặp sự chống đối, thì đây cũng là điều tự nhiên. Riêng lời thư của Diệu Âm, nếu phổ biến rộng rãi, chưa chắc đã được mọi người tán đồng. Vì sao vậy? Vì thực sự những lời khuyên này không có tính phổ thông. Rõ ràng, nó có cái trọng tâm phiển dương pháp môn tịnh độ, nhất tâm niệm Phật, quyết lòng cầu sanh Tây Phương, chứ không phải có tính tổng quát. Biết vậy, nhưng tôi cũng không thể làm gì khác hơn. Thật tình mà nói, có lẽ Diệu Âm có duyên với tịnh độ, thấy được ít nhiều Phật Pháp qua đường tịnh môn, thấy rõ cơ hội thoát ly sanh tử luân hồi qua tiếng niệm Phật, cho nên chỉ biết khuyên người niệm Phật. Do đó, lời khuyên này khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người được. Phật dạy nhất hướng chuyên niệm, thì chúng ta khuyên nhất hướng chuyên niệm. Chư Tổ dạy chuyên tu, nên chúng ta chỉ có một đường thẳng tiến, nhất định không dám chọn đường thứ hai. Nếu người cùng thuyền cùng hội, thì tự nhiên sẽ có duyên tao ngộ, hay ít nhiều gì cũng giúp cho nhau được những bước thật căn bản để đi. Còn người không đồng hội đồng thuyền, thì chúng ta phải tôn trọng sự tự do, đừng nên phân biệt hay lý luận tranh hơn thua, mà tâm ta bị loạn và làm mất niềm hòa kính. Nhất định phải tùy duyên, không thể phan duyên. Nhưng khi đã phát tâm nguyện chân chánh, chúng ta không thể vì một vài chướng ngại mà thối tâm bồ đề. Chuyện đời khó lắm, chuyện đạo lại càng khó hơn. Kinh nghiệm này có lẽ ai cũng có. Cách đây khoảng hơn một tháng, tôi đọc được một bài viết nặc danh trong diễn đàn tự do về Phật giáo trên Internet, chỉ trích bài viết của một cư sĩ khác với lời lẽ rất nặng. Bài viết có trích ra một số câu bị đánh giá là sai với Phật Pháp, trong đó có những lời trích lại từ lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi có may mắn nghe được khá nhiều những lời Pháp của Ngài, nên đọc qua là tôi có thể nhận ra ngay. Chính tôi cũng không ngờ những lời của Ngài khi đưa ra ngoài cũng bị có người chống đối. Người cư sĩ bị nạn cảm thấy quá chán nản, đã điện thoại hỏi ý kiến của tôi. Tôi thành tâm chia sẻ nỗi buồn và khuyên vị cư sĩ đó nên giữ im lặng là tốt nhất. Hãy nghĩ rằng, người viết bài chống đối đó, họ dựa theo cái lý của họ, chứ chưa hẳn là đố kỵ. Nhưng có lẽ vì lời Pháp của Hòa Thượng Tịnh Không có nhiều lúc Ngài giảng ở cảnh giới quá cao, hoặc có khi có những lời rất mãnh liệt, có khả năng phá mê khai ngộ, có cái năng lực chuyển phàm thành thánh, chứ không phải bình thường. Những cảnh giới đó, đối với đại đa số quần chúng còn quá bỡ ngỡ, đâu dễ gì nhất thời họ chấp nhận. Chúng ta vì nhiệt thành phát tâm bồ đề làm Phật sự,
mau mắn trích dẫn hoặc dựa theo những lời pháp này một cách quá đột ngột, thì làm sao tránh khỏi một chút hiểu lầm. Cho nên, tôi khuyên hãy để tự nhiên, một thời gian sẽ trở lại bình thường thôi. Trở lại chuyện khuyên người niệm Phật, muốn cứu độ nhau, chúng ta hãy nên thực tế. Mỗi người có mỗi hoàn cảnh, tập quán, sở thích, căn cơ khác nhau. Ta nên dựa vào thực tế đó để kéo họ về được với Phật Đạo. Trong vô lượng kiếp, chúng ta đã thả cái tâm này chạy rong như ngựa, lao cho như khỉ. Cái tập khí này đã ăn sâu vào tâm khảm rồi, làm cho chúng ta khó định cái tâm lại được, mà thường có hướng thích làm cho thỏa mãn cái tâm viên ý mã. Nhưng nên nhớ, càng thỏa mãn sự hiếu kỳ, thì cái tâm của ta càng thêm tán loạn. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, ngã mạn từ đó phát sinh, làm cho vướng vào cái nạn sở tri chướng mà mất phần giải thoát. Ấn Quang Đại Sư khai thị: cùng năm mãn tháng, cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như vẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biển bát trên đầu môi chát lưỡi, có can dự gì đến sự sanh tử đâu. Kiến thức thế gian là những miếng mồi rất hấp dẫn, câu móc tâm chúng sanh dính mắc vào vòng sanh tử đọa lạc. Chính tôi trước đây cũng lầm lạc như vậy. Đến khi gặp được Phật Pháp, đọc được những lời khai thị của các vị tổ sư, mới giật mình tỉnh ngộ. Thôi, từ đây quyết lòng xin chừa, một đường chuyên tu, một lòng niệm Phật cầu xin vãng sanh tịnh độ là hay nhất. Ngay đến những lời khuyên người niệm Phật này, chắc nó cũng sắp sửa xong, nhắn nhủ cùng bạn đạo gần xa rằng, nếu chúng ta có duyên lành với nhau, thì bấy nhiêu lời thư chứa trong ba tập cũng tạm đủ rồi vậy. Xin cho Diệu Âm sớm được gác bút để tịnh tu, nguyện đem công đức này, nếu có, hồi hướng cho tất cả chúng sanh, trong đó thế nào cũng có quý đạo hữu, khuyên tất cả tinh tấn niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh tịnh độ. Niệm Phật phải chuyên lòng, đừng tạp loạn, nên nhớ lời này để nhắc nhở cho nhau. Ở đây tôi có một người bạn thân, ba của anh còn ở Việt Nam, nhận được bộ sách khuyên người niệm Phật, rồi trực nhận ra con đường giải thoát và đã bắt đầu niệm Phật. Thật là một giác ngộ thật đặc biệt trong đời của bác. Thấy vậy, người bạn tôi cũng đã áp dụng phương thức viết thư để khuyến tu. Có lần anh bạn muốn gửi một quyển luận về Kinh Kim Cang về cho ông cụ. Anh nói, quyển này trích những câu chuyện Phật dạy hay lắm. Tôi khuyên rằng, ông bác mới phát tâm niệm Phật, không nên giới thiệu nhiều kinh sách mà dễ lạc mất hướng đi. Kinh Phật thì kinh nào cũng hay, nhưng vì hay mới thích, vì thích mới tham, vì tham mới buông xả không được, vì buông xả không được mà khó giải thoát. Nên nhớ rằng, tất cả kinh điển đều là phương tiện dẫn chúng sanh đến cứu cánh cuối cùng, là thành đạo Bồ Đề, đồng quy nhi thù đồ. Cứu cánh Bồ Đề là một, nhưng phương tiện thì vô lượng vô biên. Đã thấy được con đường thành Phật mà không quyết lòng đi thẳng tới chỗ thành tựu đạo quả, lại cứ tham đắm vào phương tiện, thì mãi mãi vẫn chỉ lòng vòng trong phương tiện. Trong những giảng ký, có lần Hòa Thượng Tịnh Không nói, trong ngũ kinh tịnh độ, người nào tụng một bộ kinh với một câu Phật hiệu, có thể sanh thượng phẩm. Tụng hai ba bộ kinh với câu Phật hiệu thì còn trung phẩm, tụng cả năm bộ kinh và niệm Phật thì chỉ còn hạ phẩm. Còn người kinh nào cũng tụng, pháp nào cũng tu, thì dù có niệm Phật cho nhiều đi nữa, thì hạ phẩm cũng khó có phần. Trong Kinh Kim Cang, Phật nói, pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Pháp Phật còn phải bỏ, huống chi là không phải pháp Phật. Khi đã thấy con đường thành Phật, thì pháp Phật cũng phải biết buông xuống để đi cho nhẹ, chứ đều chi gánh pháp trên vai. Thân phụ của anh bạn là một cụ già, đã phung phí gần trọn cuộc đời trong thế gian trần tục, nay mới vừa biết con đường giải thoát, mà không chịu thúc giục đi thẳng cho nhanh, lại muốn dành thời giờ để tham quan cảnh sinh vật lạ,
thì làm sao kịp giờ đi tới đích? Nếu chúng ta có phát tâm khuyên người niệm Phật, thì cố gắng giúp cho quý cô, bác thấy rõ đời quá vô thường, nhất là đối với những cụ tuổi đã xế chiều. Khuyên họ hãy quyết lòng chuyên tu tịnh nghiệp, tụng một quyển kinh, niệm một câu A-di-đà Phật, giữ một nguyện vãng sanh Tây Phương. Còn tất cả những thứ khác nên buông xuống cho sạch sẽ đi, có như vậy mới dễ giải thoát. Nếu không chịu quyết lòng chuyên tu, còn thích đào bồng, còn ham nghiên cứu nhiều kinh, còn muốn nghe thêm nhiều lời hay ý đẹp, thì coi chừng khó mong có ngày thành tựu. Đây là những lời của chư Đại Đức Tổ Sư nói, lời Bồ Tát Đại Thế Chí nói, lời Phật nói trong kinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật dạy, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh Bỉ Quốc. Bỉ Quốc tức là Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phải đi thẳng một đường, phải dồn tất cả năng lực về một hướng, phải hạ quyết tâm đạt mục đích. Có được như vậy thì sự thành đạt sẽ dễ dàng hơn. Chuyên tu thì cái gì cũng phải chuyên, tụng kinh nào cũng được, một bộ thôi. Theo Hòa Thượng Tịnh Không, thì thời này tụng kinh Vô Lượng Thọ rất khế cơ, nhưng đối với những người mới tu, nếu kinh Vô Lượng Thọ dài quá tụng không nổi, thì tụng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà là một bộ kinh được chư Phật mười phương hộ niệm. Niệm một câu A-di-đà Phật là nhất hướng chuyên niệm. Tha thiết phát lời nguyện vãng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Tụng kinh A-di-đà, niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về quốc độ của A-di-đà Phật. Tất cả đều đồng bộ với nhau, đó là tam tư lương, tính, hạnh, nguyện, một đường đi thẳng về cõi Phật. Còn những kinh điển khác của Phật chắc chắn cũng phải cần tham cứu tới. Nhưng bây giờ hãy lo vãng sanh trước đã. Khi về tới Tây Phương rồi, mỗi ngày mình phân thân cúng dường 10 vạn ức Phật trong 10 phương Pháp giới. Lúc đó mình sẽ học đến vô lượng pháp môn, chứ không phải chỉ đếm từng bộ kinh một như ở đây đâu. Bây giờ xin cụ thể về chuyện phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là gì? Theo Ngài Tỉnh Am, thì phát Bồ Đề Tâm tức là phát khởi thệ nguyện, hướng đến mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng, hoặc là đem cả thân và tâm của mình quyết chí thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Đối với pháp môn tịnh độ, muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề thì trước hết phải vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh trong thời mạt pháp này không sanh về Cực Lạc thì khó thể đạt được mục tiêu giải thoát giác ngộ tối thượng. Ngẫu Ích Đại Sư nói rằng, chân thành phát nguyện cầu sanh tịnh độ là phát tâm vô thượng Bồ Đề, cho nên thành tâm phát nguyện vãng sanh là tối quan trọng. Trong rất nhiều lời thư, Diệu Âm thường nhắc đi nhắc lại điều này, chủ đích là mong cho nhiều người chú ý. Thế nhưng, có lần tình cờ tôi phát hiện ra, có người không chịu nguyện vãng sanh. Nếu là người tu trì theo các pháp tự lực, quyết lòng tự tu chứng thì đành đi. Còn người tu pháp nhị lực của Tịnh Độ Tông, có niệm Phật, mà vì một hiểu lầm nào đó đã không chịu nguyện vãng sanh, thật là điều đáng tiếc. Vừa mới đây lại có một đạo hữu khác điện thoại hỏi tôi về ý kiến của một người nào đó không đồng ý với sự cầu xin vãng sanh Tây Phương. Họ nói, tu hành mà chỉ lo đến chuyện thoát thân cho riêng mình, không lo đến cứu giúp người thì tâm địa hẹp hòi. Theo người đó nói, dù có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì cũng để tự hưởng an lạc cho cá nhân, bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu, thật là quá ích kỷ. Nghe nói vậy làm cho cô giật mình, không dám nguyện vãng sanh. Trên điện thoại tôi phân giải cho cô một ít lý đạo trong kinh Phật, phân bày cho cô biết rằng đây là lời Phật dạy, khuyên cô hãy quyết lòng theo Phật, đừng theo người. Cô hiểu ra đạo lý, tin tưởng trở lại và quyết tâm phát nguyện cầu vãng sanh, không dám sơ ý nữa. Người chỉ lo hưởng thụ cho riêng cá nhân mình gọi là tự tư tự lợi,
tâm địa hẹp hòi, không hợp với bản hoài của Phật. Đúng vậy, người tu hành mà hẹp hòi ích kỷ thì tâm hồn nếu không tà vậy thì giả ngụy, không giả ngụy thì cũng thiên lệch, nghĩa là không thể phát tâm bồ đề được. Tuy nhiên, nếu nói phát nguyện vãng sanh Tây Phương là hẹp hòi ích kỷ thì quá sai lầm. Niệm Phật mục đích là để vãng sanh tịnh độ. Phật dạy như vậy, ta phải làm như vậy, nhất định Phật không bao giờ chỉ sai đường. Người học Phật phải có lập trường vững, lấy kinh Phật làm tiêu chuẩn, đừng nên chao đảo bởi những kiến chấp cá nhân mà làm sai, sai từ căn bản, sai đến cứu cánh. Căn bản sai lầm vì nói không đúng với lời Phật dạy. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói đến tam phước. Phước thứ nhất gồm có bốn điều: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là căn bản của đạo lý nhân thiên, đạo lý làm người. Người học Phật mà không vâng lời Phật dạy thì mất cái hạnh phụng sự sư trưởng. Không có hạnh phụng sự sư trưởng thì làm sao có thể trở thành đệ tử hiếu thuận của Phật? Rất nhiều kinh điển Phật dạy nguyện sanh tịnh độ, điển hình như kinh Phật Thuyết A Di Đà, một bộ kinh ngắn tụng hàng ngày trong thiền môn, Phật nhắc đi nhắc lại tới 4 lần, dặn chúng sanh phải phát nguyện vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Sở dĩ Phật nói tới 4 lần chính là để chúng sanh đặc biệt chú ý. Thế mới biết phát nguyện vãng sanh Tây Phương là vấn đề chủ yếu. Người học Phật mà hồ nghi lý đạo trong lời Phật dạy thì thật là sai vậy. Niệm Phật thành Phật, quyết định không thể nghi ngờ. Điều Phật dạy chúng ta phải y giáo phụng hành, quyết không thể sai lệch. Cái căn bản sai lầm chính là con người không chịu giảng giải đúng theo nghĩa chân thật của Như Lai, mà thích khai triển theo cái kiến chấp riêng của mình để trở thành kẻ phỉ báng chánh pháp. Phật dạy vãng sanh Tây Phương để thành Phật, mình lại nói vãng sanh Tây Phương để hưởng an lạc cá nhân. Nên nhớ, sự cực lạc an dưỡng ở cõi Tây Phương là quả báo tự nhiên, người vãng sanh về đó tự nhiên được hưởng, chứ không phải là sự tham cầu hưởng lạc mà được. Phật dạy thành Phật để cứu độ chúng sanh, mình lại nói bỏ mặc chúng sanh đau khổ không cứu. Phật dạy vãng sanh Tây Phương là đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên, mình lại nghĩ đó là chuyện bình thường, chẳng ích lợi gì. Phật dạy vãng sanh Tây Phương là hợp với tâm bồ đề, còn mình thì nói hẹp hòi ích kỷ. Phật dạy niệm Phật đừng hồ nghi, mình lại nghi ngờ lời Phật, vân vân. Nói chung đã khai thác toàn những khía cạnh tiêu cực. Đời mạt pháp vạn ức người tu khó tìm ra một người giải thoát. Tâm nguyện của Phật là muốn tất cả chúng sanh được vãng sanh Tây Phương để sớm thành tựu đạo quả, mình lại muốn chúng sanh tiếp tục ở lại cõi ta bà. Đây thật là điều trái ngược. Rõ ràng chuyển đổi lời kinh, ý nghĩa hoàn toàn bị xoay lệch hướng. Về cứu cánh thì nhiều người chỉ nhắm vào lý đạo mà nói, còn về sự đạo và căn cơ thì thường bỏ quên. Thực ra, muốn thành tựu đạo nghiệp thì lý, sự, cơ bắt buộc phải song song, như 3 cái chân đế, thiếu 1 chân thì đảnh sẽ bị ngã. Hẳn nhiên, lý, sự, cơ là nói với người trung hạ căn như chúng ta, chứ người đã đại khai đại ngộ thì đâu còn gì để phân biệt nữa. Lý có thể đốn ngộ, sự phải tiệm tu. Đốn ngộ là nhất thời thấu rõ, tiệm tu là tinh tấn tu trì. Tiệm tu về sự thì phải nhận rõ căn cơ của mình để trạch pháp cho hợp. Có như vậy, đường tu hành mới bình an phẳng lặng. Ấn Quang Đại Sư dạy rằng, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc quý. Phật pháp không có ưu liệt hay dở, phàm ứng hợp với căn cơ tự nhiên sẽ phát sanh diệu dụng, tức là diệu pháp. Cho nên hợp căn cơ rất quan trọng. Ví dụ như nói tâm tức Phật, Phật tức tâm, đây là lý đạo.
Biết như vậy mà dễ gì có ai làm được. Phật dạy, ta là người đã thành Phật, còn các ngươi là người sẽ thành Phật. Câu này tương tự với Phật tức tâm, tâm tức Phật. Tuy nhiên, chữ đã và chữ sẽ, nó có ý nghĩa rất quan trọng. Phật nói, tam thế chư Phật gồm có quá khứ, hiện tại và vị lai Phật, thì vị lai Phật là chỉ cho tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Những chúng sanh này phải tu hành rất nhiều, có thể tới vô lượng kiếp mới mong có ngày thành Phật, chứ không phải biết ta có Phật tánh là ta đã thành Phật. Nhưng bên cạnh đó, Phật nói, người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì một đời thành Phật. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nhất sanh bổ xứ, nghĩa là một đời được bổ xứ thành Phật ở các quốc độ để cứu độ chúng sanh. Một đời thành Phật và vô lượng kiếp thành Phật thật sự khác biệt rất lớn. Cho nên, có tâm nguyện độ chúng sanh thì chúng ta hãy quyết lòng khuyên nhau ngày ngày phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vậy. Khi đã thành Phật thì tự nhiên thấy Phật là tâm, tâm là Phật. Khi chưa thành Phật thì tâm cũng không thấy mà Phật cũng còn quá xa. Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Chính ta có Phật tánh, nhưng vì chưa khai được tâm nên ta vẫn còn là phàm phu. Là phàm phu mà còn bị kẹt lại ở cõi ta bà ngũ trược ác thế này thì đành phải chịu khổ đau bất tận, và tương lai dễ dàng bị đọa lạc lũy kiếp. Ngược lại, một chúng sanh đới nghiệp vãng sanh về tới cõi Tây Phương thì đều cùng với chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, tâm sẽ được khai, tánh được thấy. Đây không phải là tự khai mà nhờ oai thần từ lực của A Di Đà Phật khai cho họ. Xem kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên, chưa vãng sanh về Tây Phương thì chưa có khả năng thành Phật, chưa thành Phật thì chư Phật còn phải khổ tâm cứu độ chúng sanh. Như vậy, tạo một chúng sanh vãng sanh Tây Phương là nhẹ cho chư Phật một phần và thêm một vị Phật để cứu độ chúng sanh. Trong kinh A Di Đà, Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thì những người đó đều được không thối chuyển cho đến ngày thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề tại quốc độ đó, dù là người đã sanh, hiện sanh hoặc sẽ sanh. Rõ ràng, đây lời Phật thọ ký cho người phát nguyện vãng sanh Tây Phương sẽ thành Phật. Sự thọ ký này không phải chỉ có một lần, mà hai lần Phật thọ ký tương tự. Như vậy, nguyện vãng sanh Tây Phương chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Một điều đáng chú ý nữa là nhiều người cứ tưởng rằng tự lực chứng đắc từng cảnh giới là con đường phải đi. Giống như đi học, phải từ tiểu học lên trung học, rồi đến đại học vân vân. Chứ làm gì có chuyện một tên dốt nát bỗng chốc nhảy lên làm tiến sĩ. Nghi ngờ này khá chính xác đối với thế gian, đối với những pháp tu tự lực, nhưng với pháp niệm Phật thì không hẳn vậy. Ngài Tịnh Không thường ví một nhà lầu 10 tầng. Người muốn chứng đắc từng cảnh giới là người bước từng nấc thang một. Người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là người biết bước vào thang máy, bấm nút. Thang máy vẫn qua suốt tất cả những nấc thang lầu, nhưng nhanh chóng hơn nhiều. Trong kinh Phật có câu, sanh Phật bình đẳng, nghĩa là chúng sanh và Phật bình đẳng nhau, vì tất cả đều có chân như tự tánh. Chân như tự tánh đều bình đẳng, không hai không khác, cho nên một chúng sanh có thể thành Phật bất cứ lúc nào, chứ không phải bắt buộc phải tự chứng đắc từng cảnh giới một cho tới quả địa Như Lai. Lục Tổ Huệ Năng nói, không ngờ tự tánh vốn sẵn có đủ tất cả, thì tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn trong tâm, chứ không phải chứng đắc từ bên ngoài. Người không học và ông tiến sĩ đều có tâm Phật như nhau, tất cả mọi cảnh giới đã có sẵn đầy đủ trong chân tâm của họ. Người nào khai mở được chân tâm, thấy được chân tánh trước thì thành Phật trước. Thành ra, nếu ta đem cái bằng cấp thế gian ra ví dụ cho Phật Pháp,
thì đôi lúc có thể trở thành vô nghĩa. Bây giờ, một câu hỏi cần phải đặt ra cho người học Phật là làm sao khai mở được chân tâm đây? Với 84.000 pháp môn của Phật, tu pháp nào cũng có thể thành tựu, nhưng pháp giới mông huân, cảnh giới trùng trùng điệp điệp, chánh tà tốt xấu, khó lòng nhận chân. Phương tiện càng lâu càng nhiều nguy cơ thọ nạn, đường đi càng dài càng dễ bị sa lầy. Con đường học Phật của chúng sanh thời mạt pháp này thật sự quá nhiều chướng ngại. Phật thấy vậy mới từ bi khai mở đại pháp môn niệm Phật để cứu độ nhất thiết chúng sanh, đế nghiệp vãng sanh, sớm viên thành Phật đạo. Tu học Phật mà không theo đúng kinh Phật, thì nếu lỡ vướng một ý niệm sai lầm, có thể dẫn đến vạn kiếp khổ đau. Cứu độ chúng sanh là ta khuyên người hãy quyết tâm y giáo phụng hành, mau mau nương theo nguyện lực của Đức A-di-đà Phật để thành Phật. Tâm nguyện này chắc chắn sẽ hợp với bản hoài của tất cả chư Phật vậy. Đại sư Ấn Quang khai thị: Phẩm nhập pháp giới trong kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử sau khi đã chứng đạo với chư Phật, Bồ Tát Phổ Hiền còn khuyên nên phát 10 đại nguyện vương và đem công đức ấy hồi hướng cầu sanh về thế giới Cực Lạc để Phật quả mau viên mãn. Đồng thời cũng dùng 10 nguyện vương ấy để khuyến hóa những vị Bồ Tát trong thế giới Liên Hoa Tạng, tức là cõi Cực Lạc. Nên biết rằng, trong Liên Hoa Tạng, trang nghiêm thế giới hải, không có phàm phu và nhị thừa, chỉ có 41 bậc Bồ Tát. Những vị này đã chứng pháp thân, nên các ngài có thể thị hiện thành Phật ở thế giới nào không có Phật để giáo hóa. Hơn thế nữa, trong Liên Hoa Tạng có vô số cảnh tịnh độ khác nhau, thế mà các ngài Bồ Tát đó còn phải hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Điều đó chứng tỏ rằng vãng sanh Cực Lạc là con đường, là cửa ngõ diệu huyền nhất để thoát khổ được vui hoàn toàn, là đường tắt để đi đến Phật quả. Pháp thân đại sĩ ở Hoa Tạng thế giới còn phải lập 10 đại nguyện vương để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, huống chi phàm phu chúng ta ở cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Người tu học Phật không nguyện vãng sanh tịnh độ thì phải tự phá cho hết kiến tư hoặc mới chứng quả A-la-hán, rồi phá cho hết trần sa hoặc để chứng được pháp thân đại sĩ sơ trụ Bồ-Tát. Muốn đạt được cảnh giới này thật sự không phải dễ. Tới bậc này rồi thì mới nhập vào được Hoa Tạng thế giới. Từ Hoa Tạng thế giới, Bồ Tát Phổ Hiền lại dạy cho 10 đại nguyện vương để quy về Tây Phương Cực Lạc. Đường tu hành như vậy là đi một vòng lâu tới vô lượng kiếp, từ cõi ta bà khổ nạn tới Hoa Tạng thế giới, từ Hoa Tạng lại niệm Phật cầu về Tây Phương để viên thành Phật đạo. Thế thì sao bằng từ đây đi thẳng tới Tây Phương để thành Phật, có hay hơn chăng? Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là tu cái hạnh siêu vượt Bồ Tát Phổ Hiền để tới bờ kia là vì lý do này. Vãng sanh thì thành Phật, có vị Phật nào mà không có tâm cứu độ chúng sanh? Suốt một đời hoằng hóa độ sanh của Ấn Quang Đại Sư, một vị đại tôn sư của thế kỷ 20, Ngài để lại 16 chữ, đôn luân, tận phận, nhàn tà, tồn thành, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đôn luân là giữ gìn luân thường đạo đức, tận phận là trung tín, thành thật, lo tròn bổn phận của mình. Nhàn tà là ngăn ngừa tà tâm, không làm điều sai vậy. Tồn thành là không đố kỵ, tận tâm giúp người toàn thiện toàn mỹ, hoàn thành đạo nghiệp. Nếu so sánh với đạo nhập thế hữu vi của Khổng giáo, thì những điều này tương đương với tam cương ngũ thường. Nhưng đạo Phật đã vượt qua Nho giáo ở chỗ xuất thế gian, đó chính là 8 chữ, lão thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. 8 chữ đầu là trợ hạnh, 8 chữ sau là chánh hạnh. Tất cả mọi hạnh đều phụ trợ cho mục đích cứu cánh là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm then chốt cho người tu hành thoát ly sanh tử một đời thành Phật.
để có đủ khả năng cứu độ nhất thiết chúng sanh. Chư Phật dạy phát nguyện vãng sanh Tây Phương, chư Tổ dạy phát nguyện vãng sanh Tây Phương, thì chúng ta đừng nên làm sai lời Phật, sai lời Tổ để phải chịu luân hồi vô lượng kiếp, đã không cứu được ai, mà chính huệ mạng của mình cũng khó thoát cảnh đọa lạc. Vậy thì, những ai chưa phát nguyện vãng sanh, hãy mau mau phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Muốn cứu độ chúng sanh, cũng phải mau mau phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Lời phát nguyện vãng sanh là tối quan trọng của người niệm Phật. Người niệm Phật mà quên nguyện vãng sanh Tây Phương, thì tự mình phá hỏng tất cả cơ hội thành đạo của chính mình, và đánh mất cái tâm vô thượng bồ đề cứu độ chúng sanh vậy. Đạo hữu huệ sanh thân, sở dĩ lời thư này tôi nhấn mạnh vào lời phát nguyện vãng sanh, mặc dầu trước đây chúng ta đã nhắc đến chuyện này rất thường xuyên, chỉ vì vừa mới đây tôi tình cờ biết được một số người niệm Phật nhưng không chịu nguyện vãng sanh, làm cho tôi phải giật mình. Bên cạnh của huệ sanh, tôi nghĩ cũng có trường hợp tương tự. Tu hành trong thời mạt pháp chướng duyên lớn lắm, xin đừng chán nản, hãy cố gắng giúp nhau cảnh tỉnh. Có lẽ đây cũng là một thử thách để trắc nghiệm lòng tin của mình có vững hay không, cơ duyên thành đạo đã tới hay chưa. Nếu cơ duyên đã tới thì như Ngẫu Ích đại sư nói, phải chân tín thiết nguyện. Nếu cơ duyên chưa tới thì ý chí sẽ bị lung lay, và rồi đành chịu tiếp tục bơi lòng vòng trong bể khổ vô lượng kiếp. Chúng sanh lặn hụp trong bể sanh tử vô lượng kiếp qua, bây giờ tiếp tục hụp lặn vô lượng kiếp nữa. Vô lượng kiếp nhân với vô lượng kiếp thành vô biên kiếp, đời đời kiếp kiếp khó thoát khỏi trần lao, dễ sợ lắm, không phải chuyện thường đâu. Trở lại chuyện phát tâm bồ đề, có nhiều cách phát tâm. Ngài Thật Hiền đưa ra 8 tướng trạng của phát tâm bồ đề, đó là tà, chánh, ngụy, chân, tiểu, đại, thiên, viên. Tâm vì lợi lộc phước báo là tà, cầu chứng đạo bồ đề là chánh. Tham danh vọng, trọng hình thức, thiếu nội dung, không sám hối lỗi lầm là ngụy. Trên quyết cầu Phật đạo, dưới quyết hóa độ chúng sanh là chân. Chỉ lo thoát ly cho mình, không muốn cứu độ người khác là tiểu, nguyện độ tận chúng sanh là đại, còn chấp chúng sanh và Phật ở ngoài tâm, còn chấp ngã nhân là thiên. Thấy được chúng sanh pháp môn Phật đạo đều trong tự tánh, không vướng mắc phạm trù trong ngoài bỉ thử ngã nhân, đó là viên pháp bồ đề tâm. Phân tích: thấy được tướng trạng chân thực của việc phát tâm bồ đề rất vi tế, không phải dễ. Có cái mới nhìn thì thấy chánh, nhưng xét kỹ thì thành tà. Mới nhìn thì tưởng là chân, nhưng thực chất là giả ngụy, vân vân. Cho nên không thể đơn giản nhìn vào hình thức mà đánh giá việc phát tâm bồ đề được. Đừng phát tâm theo tà, ngụy, tiểu, thiên, hãy phát tâm theo chánh, chân, đại, viên. Cái tiêu chuẩn để xác định chính là cái tâm, chứ không phải là cái tướng. Ví dụ, như chúng ta khuyên người niệm Phật, thì đây chỉ là tướng phát bồ đề tâm. Nếu tâm chân thành muốn cứu độ chúng sanh, chân thành cầu mong cho người được phát tâm niệm Phật để được vãng sanh, thì cái tướng này trở thành chánh chân đại bồ đề tâm. Ngược lại, làm vì thích người ta khen tặng, thích diễn giải cho hay, để thỏa mãn cái tri kiến của mình, thì lời khuyên này chỉ là hình thức trống rỗng, một thứ tà tri tà kiến. Cũng là một cái tướng này, nhưng đã trở thành tà ngụy tâm rồi. Một người đem tiền cúng dường xây chùa, vì muốn tên mình được đăng bảng vàng cho nhiều người biết, thì tâm này không tà cũng ngụy, không ngụy cũng tiểu. Nhưng nếu vì lòng chân thành muốn cho chúng sanh có chỗ tu học để thành đạo, thì sự phát tâm này là chân chánh hoặc đại bồ đề tâm. Rõ ràng, hình tướng giống nhau, nhưng cách dụng tâm khác nhau, đưa đến quả báo khác nhau. Vạn pháp duy tâm, tất cả đều do cái tâm mình làm chủ. Biết được như vậy rồi, thì chúng ta hãy cố gắng mở tâm lượng ra mà làm đạo.
tại sao đã trải qua vô lượng kiếp rồi mình còn lưu lạc nơi đây? Vì tâm của mình còn tà vậy, lòng của mình còn giả ngụy, độ lượng của mình còn quá hẹp hòi. Do đó, vô lượng kiếp tu hành luân hồi vẫn hoàn về luân hồi, sanh tử vẫn còn tử sanh nguyên vẹn, tương lai đọa lạc vào tam ác đạo cũng không phải là chuyện xa vời. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói, quên mất bồ đề tâm mà tu các hạnh lành thì gọi là hành động của ma. Lời này thấm thía lắm, chân lý lắm. Ngài Ấn Quang Đại Sư chủ trương rằng, một đạo tràng thành tựu là khi có người vãng sanh, chứ không phải là gieo duyên Phật Pháp. Ngài Tịnh Không cũng thường nhắc đi nhắc lại ý này, là hãy quyết tâm tạo cho được một người vãng sanh, còn hơn là gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Không biết người khác nghĩ sao, chứ riêng tôi thì những lời dạy này đã thấm sâu vào xương tủy và giúp cho tôi một hướng đi vững mạnh. Quyết giúp cho một chúng sanh vãng sanh để thành Phật, thì công đức này vô lượng vô biên hơn hẳn công đức gieo duyên Phật Pháp cho hàng ngàn người. Nói như vậy, đâu có nghĩa là chống lại việc gieo duyên, nhưng nhấn mạnh cho người học Phật biết rằng, phải luôn luôn nhớ đến vấn đề thoát ly sanh tử, thoát ly tam giới, vấn đề thành Phật độ sanh. Hướng dẫn cho người tu hành, cần phải nhắm thẳng đến chỗ liễu nghĩa, còn chuyện thành tựu được hay không là tùy theo thiện căn phước đức duyên phần của họ. Chứ ta không thể hướng dẫn nửa vời mà làm hạn chế sự thăng tiến, hoặc đoạn mất cơ hội thành tựu của chúng sanh được. Chính vì vậy mà tất cả những lời thư khuyên người niệm Phật, tôi nói thẳng tắp tới Tây Phương Cực Lạc, không dám quờ quạng giữa đường, dù cho mọi người chấp nhận hay không. Nhiệm vụ của chúng ta là khuyên, thì phải khuyên tới đích. Còn chúng sanh có đi hay không là tùy theo duyên phần của chúng sanh. Còn như chỉ nhắm đến chuyện gieo duyên lành, thích nói chung chung cho vui lòng mọi người, thì coi chừng, chúng ta đang làm chuyện mơ hồ. Chúng sanh vốn sẵn đã mơ hồ, nay lại tiếp tục mơ hồ. Sống trong mơ hồ thì chắc rằng bị nhiều nghiệp ma. Tại sao vậy? Vì chỉ muốn gieo duyên tu hành, thì chủ yếu thường nhấn mạnh đến việc làm lành làm thiện. Còn chuyện phát bồ đề tâm thì hay quên lãng. Quên phát bồ đề tâm mà làm các hạnh thiện lành thì là việc làm của ma. Lời Phật dạy rõ ràng, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý tới. Để chứng minh rõ thêm điều này, chúng ta hãy đi quan sát một vòng là nhận ra ngay. 1.000 người tu hành hiện nay thì cũng có tới 990 người cứ nói đơn giản rằng tu hành là làm lành làm thiện, làm việc tốt thì đủ rồi. Nhưng hỏi tới tiêu chuẩn thiện ác tốt xấu là sao thì vẫn chưa có định nghĩa đúng đắn. Chưa có mức định nghĩa đúng thì dễ bị sơ sót. Sự sơ sót cụ thể nhất của con người là thường chấp theo tướng mà quên mất cái tâm. Hình thức thì thiện nhưng nội dung thì bất thiện. Ví dụ, vào chùa cúng dường 100 đồng, thấy người khác cúng 50 đồng là khinh chê họ rồi. Khinh chê đối kỵ là Phật hay ma? Tới chùa lạy Phật, tưởng rằng mình tốt, nhưng lạy Phật cầu xin cho con được trúng số để có tiền cúng chùa. Tham tiền là ma hay Phật? Hình thức cúng dường, lạy Phật, giúp người vân vân, thường khi chỉ là cái bình phong che lấp cái tham bên trong, mà đôi khi chính người đang cầu xin vẫn không biết. Bỏ đồng tiền ra ấn tống kinh sách là mong muốn chùa viết lời hồi hướng công đức cho mình, phải để tên và số tiền trong bảng phương danh ấn tống. Nếu phát tâm bồ đề viên mãn thì chư Phật chư Bồ Tát đều biết. Người tu hành nên nhớ tâm thành tất linh, có làm thì có công đức, chứ đâu phải viết thêm vài chữ là được đâu. Nhiều người sơ ý điều này mà làm cho chính mình bị mất nhiều công đức và việc tu hành thường bị lạc đường. Dù cho người hiền lành không có thị phi, phân biệt, đố kỵ đi nữa, thì cũng thường vướng vào chữ phước báo mà quên cầu giải thoát. Nói chung, tâm dính vào nghiệp lục đạo thì khó có cơ duyên thoát ly tam giới. Tu hành bị sơ suất nhiều vô cùng mà ít ai chịu để tâm suy xét.
Có lẽ vì không rõ đường tu nên không biết nhắm thẳng đến mục tiêu chính, mà chúng sanh thường bị lầm lẫn hay lấy phụ làm chính, khá đáng tiếc vậy. Quyết lòng hướng dẫn cho người vãng sanh thành Phật thì tự nó đã có sự dây duyên thâm sâu vào Phật Pháp rồi. Nếu chỉ đặt tiêu chuẩn ở chỗ dây duyên thì chúng sanh có thể dễ mê đắm vào việc thiện của thế gian mà quên mất con đường thành đạo. Trong vô lượng kiếp tu hành thì nghiệp ma đều phát triển song song và càng ngày càng mạnh, nó sẽ lôi cuốn chúng sanh vào hẳn trong quỹ đạo sanh tử luân hồi, vô phương cứu độ. Lời dạy của tổ sư có lẽ liên quan đến ý nghĩa này. Vì lòng đại từ đại bi mà các ngài đã nói ra lời huấn thị thật thấm thía vậy. Trở lại vấn đề phát nguyện, điểm chính yếu của pháp môn niệm Phật là vãng sanh Tây Phương để thành Phật cứu độ chúng sanh. Muốn được vãng sanh thì phải phát nguyện vãng sanh, đây là điểm chính. Còn những việc phát những tâm hành khác, phải thành thật cố gắng làm mới có công đức. Tất cả những pháp tâm này đều là trợ hạnh cho chánh hạnh vãng sanh Tây Phương. Chúng kết hợp lại thành viên mãn sự phát tâm Bồ Đề. Nói gọn hơn, nếu tất cả các hạnh, tất cả công đức ta làm nhưng không chấp trước, đều hỗ trợ cho tâm nguyện vãng sanh thành Phật để cứu độ tất cả chúng sanh. Nếu được đồng bộ như vậy thì sẽ biến thành phát vô thượng Bồ Đề tâm. Ta thấy rõ ràng, hình như chúng tạo thành những cái móc xích liên hợp với nhau. Phát Bồ Đề tâm là cứu độ chúng sanh. Muốn cứu độ chúng sanh thì phải phát tâm nguyện vãng sanh. Muốn được vãng sanh thì cần tu nhiều các công đức lành để bổ trợ. Muốn có công đức để hỗ trợ thì làm công đức mà đừng chấp vào đó. Tất cả một dải liên tục này phải chăng đã nằm gọn trong hai lời thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đây chính là phát vô thượng Bồ Đề tâm. Trong một loạt những chuỗi phát tâm liên tục như vậy, cái điểm then chốt nhất để hoàn thành tâm nguyện cứu độ chúng sanh vẫn chính là lời phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì nếu không vãng sanh thì không thành Phật, còn ở trong lục đạo luân hồi, tất cả mọi công đức đều trở thành số không. Chính vì vậy mà ngài Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Hoa nói: phát nguyện vãng sanh Tây Phương là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Nếu đúng theo tổ Ngẫu Ích thì sự phát tâm Bồ Đề của pháp môn Tịnh Độ thật sự rất đơn giản, rất cụ thể. Bất cứ người nào có lòng chí thành đều có thể làm được. Lời dạy của ngài có chính xác không? Nếu không chính xác thì làm sao ngài được tôn xưng thành vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc? Xét đến cùng thì lời khai thị này cũng từ trong kinh Phật mà ra. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Phật nói tâm Bồ Đề có ba loại, đó là chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là lòng chí thành, lòng chân thật nguyện sanh về Tịnh Độ. Thâm tâm là lòng muốn thiết tha, tấm lòng sâu chặt nhất nguyện sanh Tịnh Độ. Hồi hướng phát nguyện tâm là lòng phát nguyện quay về Tịnh Độ, hồi hướng tất cả công đức tu hành của mình hướng về cõi Tây Phương. Nếu ba tâm này đều phát đầy đủ, gọi là tam tâm viên phát, thì chắc chắn sẽ được vãng sanh Tịnh Độ, gọi là viên mãn phát Bồ Đề tâm. Rõ ràng tất cả đều gói trong sự phát nguyện vãng sanh. Tóm lại, tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ là tính, hạnh, nguyện. Tính là thâm tính, tin sâu chặt vào pháp môn, không nghi. Nguyện là tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, có thâm tính, có thiết nguyện thì có vãng sanh. Nhờ tính nguyện mà được vãng sanh, đây là dẫn nghiệp. Còn niệm Phật phải sâu, phải thành tâm thì được phẩm vị cao, đây gọi là mãn nghiệp. Người không nguyện vãng sanh, tức là không phát tâm Bồ Đề, thì không được vãng sanh Tịnh Độ. Theo như tổ Ấn Quang nói, dù người đó có niệm Phật cho đến gió thổi không qua, mưa rơi không ướt, thì cũng chỉ là pháp tu tự lực, nghĩa là không được đới nghiệp vãng sanh,
nếu chưa được nghiệp sạch tình không, thì chưa thoát được tam giới. Nói rõ ràng hơn, người niệm Phật nên nhớ rằng, có nguyện, có vãng sanh, không nguyện, không vãng sanh. Hy vọng nhiều người đoạn nghi sanh tính, nhớ lời Phật dạy, đồng nguyện vãng sanh Tây Phương, đồng sanh Cực Lạc Quốc. A Di Đà Phật, Diệu Âm, viết tại Úc Châu ngày 16 tháng 5 năm 2004. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Huyền đạo đại sư dạy, dù cho bậc thánh nhân trong bốn quả hoặc là hàng Bồ Tát ở những vị trụ hạnh hướng địa, những đến mười phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới đều hiện thân phóng quang, bảo hãy bỏ môn tịnh độ, rồi các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng, cũng không dám vâng theo, vì trước đã quyết chí tu tịnh độ nên không thể rút lời nguyện.